Xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ con 68. Thì như anh em cũng biết đó, là trong khoảng lần vào ngày hôm qua thì Bitcoin của chúng ta đã có một cái cú flash dump khá là mạnh ha anh em, thì cũng đã khiến rất là nhiều anh em hoang mang. Đó thì mình cũng đã có một cái video mà tầm khoảng 2 ngày trước mình cũng đã đăng tải cho anh em rồi, là những cái cảnh báo của mình về vấn đề Fed. Đó thì bây giờ là nó đã xảy ra như thế và nó đã khiến cho anh em ta cảm thấy bất ngờ. Tại vì trước khi mà Fed đưa ra thì anh em thấy là Bitcoin nó đã có một cái cú tăng mạnh đúng không? Và sau khi Fed đưa ra là tăng, xác định là tăng 0.5%, thì nó cũng đã đi sideways một khoảng, nhưng mà đột nhiên nó lại rớt xuống. Đó thì và những cái dữ liệu on-chain bây giờ cũng giống như là cái tình hình chung bây giờ thì hiện tại nó đang khá là trì trệ đó anh em. Đó thì ở trong cái video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em thêm một cái góc nhìn khác mà mình nghĩ rằng ít anh em đang chú ý đến. Và cái góc nhìn này đó, nó sẽ tác động một cách khá là rõ ràng đối với Bitcoin trong cuối năm 2022 và nhất là đầu năm 2023 ha anh em. Đó mà mình cho rằng đây cũng là một cái điều mà anh em phải cần chú ý đến ha. Và đó là cái sự kiện gì? Cái sự kiện này là đó là nó liên quan đến El Salvador ha anh em. Đó thì dành cho anh em nào chưa biết đó, thì El Salvador như một cái quốc gia tiên phong đã thổi một cái làn gió mới vào cái thị trường của chúng ta thông qua cái sự kiện là họ đã chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp tại quốc gia của họ luôn. Đó, và tại sao cái vấn đề ngày hôm nay mình rất chú trọng đến El Salvador, và đây sẽ là một trong những cái chuyển biến, những cái diễn biến mà mình sẽ theo dõi một cách rất là sát sao trong thời gian sắp tới. Tại vì kết hợp với những cái diễn biến xấu hiện tại thì anh em cũng biết rồi, mà nếu cái chuyện này nó xảy ra nữa thì mình nghĩ rằng tương lai của Bitcoin thì nó sẽ khá là tiêu cực nha anh em. Rồi thì đầu tiên đó, anh em cũng biết rằng là cái việc đầu tiên thì cho đến tính đến ngày hôm nay đó, thì kể từ mà khi El Salvador họ chấp nhận Bitcoin làm cái tiền hợp pháp tại quốc gia của họ, thì tổng thống của El Salvador thì ông cũng đã bổ sung Bitcoin vào cái ngân khố dự trữ của quốc gia của ông luôn ha. Và tính đến ngày hôm nay đó thì cái đợt mua mới nhất của tổng thống El Salvador thì nó là vào ngày 22 tháng 1 năm 2022 nha anh em. Đó, và ông đã mua thêm 410 Bitcoin với tổng cái trị giá là 15 triệu đô. Thì tính tổng lại luôn thì hiện tại El Salvador đang giữ khoảng là 1.801 Bitcoin. Và cái mức DCA, cái mức giá trung bình mà ông mua vào đó thì nó rơi vào khoảng là 46,4 nghìn đô la. Đó, nếu mà mình gọi một cái cách vui đến cho anh em là ok, tổng thống El Salvador và cả quốc gia của ông đang bị đu đỉnh. Tại vì bây giờ là hiện tại như anh em thấy trên màn hình của mình đây, thì Bitcoin đang giao dịch ở mức giá gọi là 36.000 đô. Thì với cái tổng lượng mà 1.801 Bitcoin của ông đó, thì hiện tại có thể là ông đang lỗ khoảng là từ 19 tới 20 triệu đô anh em. Rồi, và cái vấn đề này thì mình sẽ bổ sung thêm một ý khác, đó chính là nhiều anh em đang lo lắng là liệu Bitcoin nó có sụp về cái mức giá là dưới 30.000 hoặc là thấp hơn nữa là dưới 28.000 hay không. Thì cái vấn đề này thì mình cũng đã nhắc đi nhắc lại với anh em quá là nhiều lần rồi, là theo quan điểm riêng của mình thì mình nghĩ rằng là Bitcoin sẽ khó có thể sụp về dưới ngưỡng 30.000 đô. Tại vì nếu chúng ta xét trên một cái tình hình quy mô quốc gia chung thì hiện tại như mình đã chia sẻ đó, thì El Salvador đang cái mức giá trung bình mua vào của họ là 46.400 USD cho mỗi Bitcoin. Và xếp tiếp theo đó chính là MicroStrategy ha. Thì MicroStrategy thì anh em cũng đã quá là quen thuộc rồi, thì cái mức giá DCA của họ bây giờ là tầm 30-31.000 đô. Và Tesla nữa, Tesla thì cũng khoảng là cái mức DCA của họ là khoảng là 32.000 đô. Và nếu mà Bitcoin nó rớt xuống dưới ngưỡng 30.000 đô thì chứng tỏ rằng là chính các cá voi này đang bị mắc cạn đúng không anh em. Và mình nghĩ rằng là không chỉ các cá voi này đâu, tại vì đây là chỉ là những cái thông tin mà những cái cá voi, những cái tổ chức quốc gia này họ tiết lộ cho chúng ta biết thôi, nhưng mà ở còn rất nhiều cá voi ngoài kia nữa, thì mình nghĩ rằng đa số là cũng đang khá là mắc cạn đối với cái giá Bitcoin nó bất ngờ nó đâm như vậy. Thì chắc chắn là cái việc mà Bitcoin đâm sâu hơn nữa thì mình nghĩ rằng các ông lớn mấy ông sẽ không để như vậy đâu. Và chúng ta hãy xét trên một cái khía cạnh khác nữa đi, chính là về MicroStrategy thì họ cũng đã vừa cho một cái công ty con của họ, đó chính là MicroStrategy đó, thực hiện vay của một cái tổ chức tài chính là Silvergate. Thì anh em biết đó, thì khi mà thế chấp vay như vậy thì nếu mà giá Bitcoin mà nó tụt, nó đâm hẳn dưới cái ngưỡng 30.000 và thậm chí về 20.000 đó, thì chắc chắn rằng là cái khoản vay đó của MicroStrategy sẽ bị bay màu luôn. Và mình nói một cách rõ hơn, đó chính là một cái cuộc gọi ký quỷ đó anh em. Đó, và ngay cả sàn giao dịch Coinbase cũng vậy nữa, họ vừa mới trở thành một cái khách hàng đầu tiên của một cái sản phẩm là cho vay tiền thế chấp bằng Bitcoin, một cái sản phẩm mà mở ra một cái cánh cửa kết nối giữa cái thị trường tài chính truyền thống ở bên phố Wall đối với cái thị trường crypto của chúng ta nữa. Đó chính là một cái sản phẩm đầu tiên mà do Goldman Sachs đã đưa ra, một cái ngân hàng mà rất là lớn tại Mỹ nha anh em. Thì Coinbase đã trở thành một cái khách hàng đầu tiên đối với cái sản phẩm này. Và cái việc mà trở thành khách hàng đầu tiên như vậy là sao? Tức là Coinbase phải thế chấp cái Bitcoin mà sàn Coinbase đang giữ để họ lấy tiền từ phố Wall để mà đầu tư, để mà tiếp tục tái đầu tư mở rộng vào cái thị trường crypto của chúng ta. Và nếu giá Bitcoin nó đâm như vậy thì ngay cả sàn Coinbase thì họ cũng bị thanh lý luôn.
Đó thì đó là những cái thông tin cần thiết mà anh em nên biết được rằng là chúng ta đang có những cái bệ đỡ cũng khá là vững chắc để mà có thể giúp giá Bitcoin có thể không tiếp tục đâm sâu hơn nữa, để khiến cho anh em chúng ta phải ngồi khổ sở như thế này, đúng không? Rồi, và trở lại câu chuyện về El Salvador đi. Thì hiện tại đó, cái ý đầu tiên mình muốn truyền tải cho anh em là tổng thống của El Salvador và cả quốc gia của ông đang bị đu đỉnh, và mức giá của ông mua vào là 46.400 đô, 46.400 đô đó. Rồi, cái vấn đề thứ hai á là anh em biết á, với cái tình trạng này thì sao? Thì trong một năm qua thì anh em cũng đã nhìn thấy được những cái nỗ lực của tổng thống El Salvador, khi mà ông đã triển khai rất là nhiều chiến dịch cho cái quốc gia của mình để mà có thể mở rộng hơn nữa cái làn sóng tiếp nhận của quốc gia này đối với Bitcoin, và nhất là đối với người dân tại El Salvador, đúng không? Đó thì nhưng mà chúng ta phải hình dung một cái câu chuyện rằng là đó chỉ là những cái nỗ lực của chính phủ mà thôi. Đó, nhưng mà về mặt dân chúng thì sao? Thì anh em thấy rằng là đầu tiên mình sẽ nói về cái ví Chivo đi. Thì anh em biết á, là cái ví Chivo đó là một cái ví của chính phủ El Salvador khi mà ông đưa ra đó, để mà có thể giúp cho người dân củng cố thêm về mặt kiến thức, cũng giống như là giải quyết một số cái vấn đề tồn động mà người dân có thể thanh toán dễ hơn, có thể dễ dàng tiếp cận với Bitcoin hơn. Và đặc biệt ở đây chính là cái việc mà giúp cho người dân có thể dễ thở hơn với những cái khoản tiền của mình chảy vào quốc gia tại El Salvador. Và cái điều này là sao? Cái điều này thì mình xin lý giải một tí. Tức là anh em biết á, là cái trong năm 2020 và trong năm 2021 thì cái nguồn tiền kiều hối, tức là sao? Cái nguồn tiền kiều hối tức là cái người dân tại El Salvador họ đi ra nước ngoài họ làm và họ có một cái lợi nhuận gì đó, đúng không? Và họ gửi tiền về đó cho quốc gia, thì cái đó gọi là một cái kiều hối. Đó thì nó chiếm khoảng 6 tỷ USD anh em. Và cái 6 tỷ USD kiều hối này đó thì nó lại chiếm khoảng là 23% tổng cái sản phẩm quốc nội của El Salvador, tức là bằng 1/4 GDP của cả nước đó. Nhưng mà anh em nên hiểu rằng là cái khoản tiền này khi mà từ nước ngoài họ đổ về ở bên El Salvador đi, thì họ không có phải là chuyển một cái đùng là tới liền anh em, là họ phải nhờ qua một cái bên thanh toán thứ ba, đó chính là những cái như là Western Union hoặc là MoneyGram, đó là những cái công ty chuyển tiền. Và dần đó cái lượng chuyển này về đó, thì cái phần phí á, phải đóng cho những cái tổ chức công ty chuyển tiền đó thì nó lại khá là lớn. Đó nên là chính phủ El Salvador họ mới lập ra cái ví Chivo này để mà người dân có thể đổi những cái khoản đó bằng Bitcoin và chuyển với một cái phí nó rẻ hơn đó. Và ngay tại cái thời điểm ra mắt ví Chivo đó thì anh em biết á, là chính phủ El Salvador họ đã có những cái thống kê nó khá là giật mình, như là nếu mà cái ví Chivo này được áp dụng mạnh mẽ, đúng không, được người dân họ tiếp nhận một cách rất là nồng nhiệt, thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều bài toán trong đây. Nó có thể khiến cho những cái công ty như mình mới vừa nói, như là về MoneyGram, về Western Union, có thể lỗ khoảng 400 triệu đô và nó còn giúp cho người dân cảm thấy dễ thở hơn nữa. Đó, thì ngay tại thời điểm đó nó cũng tạo ra một cái làn sóng cũng khá là FOMO về cái này. Và thậm chí đó, vào cái thời điểm đó ông còn cho phép những người dân nào mà họ tải xuống cái Bitchivo đó thì họ được tặng khoảng là 30 USD Bitcoin, là như là một cái phần thưởng để mà cho anh, để mà anh trải nghiệm, anh thử nghiệm cái sản phẩm đó, đúng không? Đó thì anh em thấy ngay tại đó là những cái lý do tại sao mà ngay tại thời điểm đó đó, về ví Chivo nè, về cái việc mà hợp pháp hóa Bitcoin và liên tục mua Bitcoin của ông đó, thì nó lại khiến cho thị trường của chúng ta FOMO như thế vậy, đúng không? Khiến giá Bitcoin nó liên tục nó tăng lên, sau đó nó điều chỉnh, và tới tầm khoảng tháng 7, tháng 8 đó, thì ông lại cho ra những cái như là về trái phiếu Bitcoin và những cái chiến dịch khác xoay quanh những cái câu chuyện Bitcoin này để mà áp dụng vào cái đời sống thực tiễn, thì anh em thấy nó đã tạo một cái độ FOMO nhất định. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, cái hệ quả nó để lại là gì, và tại sao chúng ta lại cần phải lưu ý về những cái mức độ nguy hiểm mà nó để lại trong thời gian sắp tới và đầu năm 2023 nữa? Đó thì cái lý do thứ nhất, cái hệ quả thứ nhất mà mình muốn đưa đến cho anh em, tức là mặc dù á, cái sự những cái mà tiện ích của ông nói, ông FOMO là có thể giải quyết những cái vấn đề như là giải quyết cái lượng kiều hối đó chuyển về đất nước El Salvador và nó không có bị gọi là tốn phí quá nhiều, có thể đánh gục những cái công ty tổ chức tài chính như là MoneyGram hoặc là như là Western Union. Nhưng mà trên thực tế đó anh em, thì người dân El Salvador thì họ lại không có thích cái vấn đề này. Thì như anh em thấy ở trên màn hình của mình á, thì cái lượng mà người dân mà họ tải ví Chivo nè, cái biểu đồ này anh em thấy đó, thì dĩ nhiên rồi, nó kể từ tháng 9 khi mà ông triển khai cái này thì bây giờ nó đâm theo một cái đường thẳng, đúng không? Nó đâm theo một cái đường khá là, nó không có một cái tín hiệu hồi phục luôn. Cái điều này nó chứng tỏ là người dân tại El Salvador họ không có thích cái việc mà tải Bitchivo về dùng đó. Và thậm chí ở những cái cột biểu đồ khác thì anh em thấy rằng là họ tải về dùng, họ có 30 đô phần thưởng đó, họ dùng xong rồi họ quăng đó, họ không có tiếp tục sử dụng cái Bitchivo này nữa. Và trong đó đó, như cái biểu đồ ở trên đây thì anh em thấy là chỉ có 20% thôi nha, chỉ có 20% những người mà họ cam kết rằng là ok, tôi sử dụng xong 30 đô trải nghiệm phần thưởng đó của Bitchivo và tôi sẽ tiếp tục theo dõi để mà có thể xem xét sử dụng thêm nữa. Đó, thì anh em thấy là cái tỷ lệ của người dân họ chấp nhận cái việc này nó khá là thấp. Đó, nếu mà chúng ta chưa nói đến về mặt doanh nghiệp anh em, tức là cái luật Bitcoin nó từ khi nó được ra thì chính phủ El Salvador họ đã
nói rằng là các doanh nghiệp hãy nên ưu tiên chấp nhận Bitcoin và chấp nhận cái bí chi vô này đi. Nhưng mà đối với doanh nghiệp tại El Salvador thì sao? Thì mình lại có một cái báo cáo thống kê khác dành cho anh em, tức là cái báo cáo thống kê này từ phòng thương mại, từ bộ thương mại của đất nước El Salvador luôn. Họ vừa thống kê vào hồi tháng 2 luôn. Thì trong số cái khảo sát, cái không gian mẫu khảo sát của họ đó, thì anh em thấy rằng là cái cột mà 91.7% này nó là biểu tượng cho cái gì? Tức là hết 86.1% những doanh nghiệp họ nói là cái việc mà áp dụng thanh toán chấp nhận Bitcoin thì dĩ nhiên là nó đã fail rồi, nó không có tác động một tí nào đến cái doanh thu bán hàng của họ cả. Và trong đó chỉ có 13.9% doanh nghiệp là họ cho rằng ok, nó có lợi một tí thôi. Thì anh em biết là hết cái con số mà 86.1% như vậy thì nó lại kinh khủng đến mức nào, đúng không? Đó, tại vì họ cho rằng đó là cái vấn đề mà khi mà họ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, và dĩ nhiên là họ là doanh nghiệp mà họ cũng cần phải có người dùng, họ cũng cần phải có người mua người bán. Thì dĩ nhiên rồi, bây giờ người mua người bán họ dân họ không có chấp nhận Bitcoin thì họ sẽ không sẵn lòng để mà họ mở ra một cái cánh cổng thanh toán đối với những doanh nghiệp này, thì dĩ nhiên nó sẽ không tác động một tí nào đến doanh thu cả. Và cái điều đó là khiến những doanh nghiệp họ chán nản về cái vấn đề Bitcoin này, họ chỉ muốn sử dụng đô la Mỹ và tiền mặt mà thôi. Và chính người dân họ cũng không thể nào họ thay đổi một cái thói quen rằng là bây giờ tôi phải sử dụng Bitcoin, tôi phải tiếp nhận Bitcoin, tại vì nó còn đây, Bitcoin nó là một cái gì, điều gì đó nó còn khá là mới mẻ anh em. Đó, nên là dù chính phủ có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa thì ngay cả mức độ người dân và mức độ doanh nghiệp đang hoạt động tại El Salvador thì họ cũng không hoàn toàn gọi là quá hứng thú về cái vấn đề này, nếu mà họ không muốn nói là chỉ trích. Tại vì đã có một số những cái bộ phận người thì họ sẵn sàng họ tuyên bố rằng là chúng tôi không tin tưởng vào Bitcoin và chúng tôi không tin tưởng vào cái hệ thống tài chính mà các ông đưa ra, chúng tôi chỉ thích xài đồng đô la Mỹ mà thôi và tiền mặt mà thôi, tại vì đó là cái cơ sở vững chắc để đáp ứng cho cuộc sống của chúng tôi. Đó thì anh em cũng đủ hiểu rằng là dường như là chúng ta phải khẳng định một cái điều rằng mình cho rằng là nó hơi phũ phàng một tí, đó chính là những cái nỗ lực của chính phủ dường như là nó đã hoàn toàn bị thất bại đối với cái việc mà giúp cho người dân hiểu về Bitcoin, giúp cho doanh nghiệp hiểu về Bitcoin và áp dụng nó trong đời sống thực tế nha anh em. Đó thì đó là điều chúng ta cần lưu ý nha. Và tiếp theo nữa chính là một cái vấn đề mà mình cho rằng nó cũng khá là quan trọng, đó chính là vấn đề về trái phiếu. Đó, cái vấn đề trái phiếu hồi nãy mình vừa nói cho anh em đó. Tức là sao? Tức là El Salvador đó, họ có một cái kế hoạch là họ phát hành trái phiếu Bitcoin. Đó, cái tin này là một cái tin cũng khá là rầm rộ trong cái khoảng tầm kể từ đầu năm nay, đúng không anh em? Và cái quỹ trái phiếu này nó sẽ là 1 tỷ USD, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì họ lại hoãn đi anh em. Và cái lý do hoãn á, thì họ nói rằng là tại vì cái điều kiện thị trường trong khoảng là từ quý 1 năm 2022 nó quá là tệ đi, do đó cái việc mà họ phát hành trái phiếu Bitcoin trị giá 1 tỷ đó thì nó sẽ bị hoãn lại. Và nó sẽ bị hoãn tới khi nào? Nó sẽ bị hoãn tới tầm khoảng quý 2 năm 2022, và chậm nhất là vào tháng 9 năm 2022 nha anh em. Đó, và cái quỹ trái phiếu này là gì? Cái quỹ trái phiếu này là giống kiểu là một cái hình thức mà anh em hiểu đơn giản là họ sẽ huy động vốn. Đó, họ sẽ huy động vốn để mà họ có thể phục vụ những cái công tác tổ chức của họ cho vấn đề họ mở rộng ra những cái chiến dịch của mình về Bitcoin, như là về xây dựng thành phố Bitcoin nè, hoặc là khai thác Bitcoin bằng năng lượng núi lửa chẳng hạn. Đó, nhưng mà thực sự đến bây giờ nó còn chưa có ra mắt nữa, và thậm chí là nó đã đi đến một cái đường cùng, một cái đường bế tắc rồi anh em. Và cái bế tắc này đó nó lại khiến những cái nhà tài chính, những cái người dân họ đang lo sợ rằng là El Salvador đang bị thiếu tiền và sẽ sắp sửa vỡ nợ trái phiếu vào đầu năm 2023. Đó, tại sao là cái vấn đề này? Thì nó lại móc nối với một cái vấn đề khác nữa. Tức là anh em hiểu rằng đó là ngay khi vào cái thời điểm mà El Salvador họ chấp nhận Bitcoin thì dường như cái mối quan hệ của họ với những cái tổ chức ngân hàng tài chính lớn trên thế giới và đối với quỹ tiền tệ IMF đó, thì dường như là cái mối quan hệ này, cái mối xung đột này nó khá là căng thẳng anh em. Đó, tức là cái việc mà El Salvador thì anh em biết đây cũng là một cái quốc gia nghèo ở khu vực Trung Mỹ mà thôi, chứ không phải là một cái quốc gia lớn, hay là cũng không phải là một quốc gia có một cái nền kinh tế nó phát triển trên thế giới nữa. Đó, thì vì vậy đối với những cái quốc gia này thì họ phải cần có những cái nguồn tiền đó thông qua việc mà họ phát hành trái phiếu mà họ vay nợ đó anh em. Đó, thì cái việc mà họ liên tục bị chỉ trích bởi cái quỹ tiền tệ quốc tế như thế này, và đã hai lần rồi cái quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cảnh báo El Salvador á là đừng có nên ông hãy nên từ bỏ cái giấc mơ Bitcoin của ông đi, nhưng mà El Salvador vẫn rất là cứng đầu. Vì vậy á, cái mối quan hệ của họ trong cái việc mà quỹ tiền tệ quốc tế cho El Salvador vay tiền thì đến bây giờ nó vẫn kéo dài và nó chưa có được giải quyết. Mình lấy đơn cử một ví dụ là nước Argentina, thì anh em biết á, là Argentina đã được IMF vay khoảng là 45 tỷ với một cái điều khoản rằng là các ông hãy hạn chế sử dụng crypto, và Argentina đã đồng ý với cái việc đó. Nhưng mà đối với cái trường hợp của El Salvador ấy, thì cái việc vay tiền này đến bây giờ nó vẫn khá là đình trệ và nó chưa đi đến đâu vào đâu cả, và nó đang khiến El Salvador đang trở nên bị thâm hụt ngân sách anh em. Đó, và cái việc mà El Salvador phải phát hành trái phiếu như vậy là để huy động vốn để mà
chính phủ, quốc gia có tiền để mà xây dựng công tác, xây dựng cơ sở hạ tầng và đảm bảo cuộc sống người dân, đúng không? Đó, và đó là cái điều đầu tiên để mà khiến El Salvador có thể phát hành một cái quỹ trái phiếu giá trị 1 tỷ này, 1 tỷ dựa trên Bitcoin này. Thì đây cũng giống như là một cái hình thức đơn giản để mà ông có thể giải quyết cái bài toán này. Nhưng mà đến bây giờ đó, nó trì hoãn như thế này, cộng với cái điều kiện thị trường của chúng ta nữa. Bây giờ chúng ta đã bước sang quý 2 rồi. Đó, mà điều kiện thị trường nó khá là tệ, thì mình có thể nói rằng là cái quỹ trái phiếu Bitcoin này nó sẽ, cái khả năng cao nó sẽ đi vào bế tắc thì nó rất là lớn anh em. Đó, vì vậy thì bây giờ El Salvador nó đâu còn tiền ở đâu, đúng không? Thì dĩ nhiên là đến năm 2023 là đã đến một cái ngày đáo hạn của El Salvador rồi. Và nếu El Salvador không đủ khả năng chi trả nữa thì sẽ dẫn đến vỡ nợ. Và cái việc đang lâm vào bế tắc như thế này á, thì rất nhiều nhà đầu tư họ đang cho rằng đó là cái khả năng vỡ nợ của El Salvador khá là cao. Và anh em biết trên màn hình của mình đây, đó chính là một cái tổ chức Fitch Rating, là một cái tổ chức mà đánh giá về tín dụng, đánh giá về tài chính đối với các khoản trái phiếu và đối với các khoản tài chính khác của các tổ chức và quốc gia đó. Thì họ đang xếp hạng El Salvador là một cái hạng CCC. Đây anh em thấy CCC là vào ngày 9 tháng 2 năm 2022. Đó, và ở cái mức xếp hạng này đó thì theo cái bậc thang mà theo dõi đó anh em, thì cái mức xếp hạng này là được dịch hoàn toàn ra tiếng Việt, đó là đang ở một cái nguy cơ trên bờ vực vỡ nợ rất cao nha anh em. Đó, thì đó là những cái bài toán mà El Salvador đang phải đối mặt hiện tại. Ông muốn có tiền để mà ông giải quyết, ông trả nợ những cái khoản trái phiếu đó, thì ông lại phát hành trái phiếu Bitcoin, ông lại gây FOMO khá là nhiều xung quanh cái vấn đề Bitcoin này, để mong các nhà đầu tư họ tin tưởng vào cái chiến dịch này để mà họ mua trái phiếu của ông, để mà họ đưa tiền cho ông. Nhưng cuối cùng cái dự đoán của El Salvador về cái tình hình thị trường thì nó không có đúng tí nào cả. Tại vì anh em thấy á, trì hoãn vào quý 1, xong rồi quý 2 sẽ ra mắt, nhưng mà đến thời điểm hiện tại quý 2 của chúng ta thì chúng ta đang bước vào một cái chu kỳ nó khá là khó khăn. Nên vì vậy, nếu mà cái quỹ trái phiếu Bitcoin trị giá 1 tỷ đó được ra mắt vào quý 2, đúng không, thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ không có suôn sẻ tí nào đâu. Và nếu kéo dài đến tháng 9 nữa, mà anh em biết cái thời gian tháng 9 đến tháng 12 là nó cũng rơi vào tầm khoảng cuối năm rồi, mà cuối năm thì thường thường những cái tổ chức họ rất là ít khi họ gọi vốn anh em. Đó, tại vì đó cũng là một cái khoảng thời gian cuối năm để mà cho mọi người họ sẵn sàng, họ xả tiền ra để mà họ đón chào một cái năm mới, đúng không? Nên vì vậy cái thế của El Salvador bây giờ mình phải nói là nó đang khá là khó khăn, và nó đang bị kẹp giữa, và nó chỉ giống như là một, sao ta, mình phải miêu tả nó giống như là ngàn cân treo sợi tóc vậy. Và nếu mà cái câu chuyện mà El Salvador mà không giải quyết được cái tình trạng này, mà sẽ dẫn đến một cái khoản thâm hụt, đúng không, và sẽ dẫn đến cái tình trạng vỡ nợ vào cái ngày đáo hạn, không trả nợ, không trả tiền được, không trả lãi được cho những nhà đầu tư mua trái phiếu của họ, thì dĩ nhiên rằng là tình trạng vỡ nợ sẽ xảy ra. Mà nếu vỡ nợ thì sao, thì chắc chắn là El Salvador sẽ phải tìm cách để mà có thể dần dần trả, chứ không thể nào mà ông quỵt đi được. Và để trả những cái khoản này thì đâu, thì mình chắc chắn rằng là đó phải là một cái nguồn dự trữ của El Salvador, nó bao gồm cả đồng đô la, bao gồm cả vàng và bao gồm cả Bitcoin nữa. Và nếu mà El Salvador thực hiện bán Bitcoin như thế đó, thì anh em biết nó sẽ dẫn đến một cái hệ lụy khác, đó chính là thị trường của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề về mặt tâm lý. Tại sao mình lại nói cực kỳ ảnh hưởng về mặt tâm lý, thì anh em phải hiểu được rằng là El Salvador là một quốc gia đầu tiên trên thế giới để mà hợp pháp hóa Bitcoin, đúng không? Và cộng đồng nhà đầu tư họ đang rất là mong chờ về cái việc rằng El Salvador sẽ làm gì đối với Bitcoin, El Salvador sẽ lường rách cái con đường Bitcoin này như thế nào, và Bitcoin sẽ phát triển ra sao khi mà có một cái quốc gia tự tin đến như vậy để mà có thể hợp pháp hóa Bitcoin, mà cuối cùng tất cả đều đi vào đổ vỡ, thì chắc chắn là tâm lý sẽ bị ảnh hưởng khá là nặng nề. Đó là mình chưa kể đến một cái câu chuyện pháp lý, cái hiệu ứng domino kéo theo nữa, và nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ khá là xấu đối với cái nhìn chung của những quốc gia về Bitcoin và thị trường cryptocurrency nói chung nha anh em. Đó, và đó là mình chưa có nhắc đến về những cái mà cái tình trạng gần đây của tổng thống El Salvador nữa, thì mình cũng thấy là cái khả năng mà nó đi đến một cái bước, một cái kết quả mà nó không có được mong muốn như vậy thì nó cũng khá là lớn. Tại vì anh em thấy được rằng á, là ngay khi mà cái kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 1 tỷ Bitcoin của El Salvador bị trì hoãn vậy đó, thì ông cũng đã không có những cái lời nào để mà ông trấn an cộng đồng, hoặc là ông cũng không có những cái thông báo cụ thể nào, và ông chỉ FOMO nó thôi. Tức là sao? Tức là cái việc mà trì hoãn á, thì ông lại không có đưa ra cái phương pháp giải quyết. Ông chỉ nói đơn giản là thị trường bây giờ xấu, chúng tôi không thể nào đưa ra. Và cái thời gian cụ thể thì ông chỉ nói quý 2 rồi tháng 9 gì đó thôi, chứ ông không có đi sâu vào chi tiết rằng là chúng tôi sẽ thực hiện nó như thế nào, chúng tôi sẽ như thế nào với nó. Và thay vào đó, ông lại khá là FOMO đối với cái
đối với cái quỹ này bằng cái việc mà ông đã gặp trực tiếp CEO Binance, đó chính là ông Changpeng Zhao. Thì trong cái cuộc gặp lịch sử này là vào tháng 3 đó, thì ông cũng đã một lần nữa ông FOMO cái vấn đề về cái trái phiếu Bitcoin này đối với cộng đồng nhà đầu tư, đúng không? Nhưng mà một cái bước ngoặt tiếp theo là sau khi FOMO như vậy và sau khi đưa ra những cái tuyên bố khá là hùng hồn như là tại hội nghị Bitcoin năm 2022 thì ông sẽ có mặt ở đó, và tại sự kiện Bitcoin năm 2022 đó thì ông sẽ đưa đến cho cộng đồng nhà đầu tư trên toàn thế giới một cái điều khá là bất ngờ về cái quỹ trái phiếu này. Nhưng mà tới cái thời điểm cuối cùng đó anh em, khi mà cái hội nghị Bitcoin năm 2022 á nó diễn ra đó, thì ông lại nói rằng là rất tiếc tôi không thể tham gia vào cái sự kiện này, chỉ vì rằng là quốc gia của ông đang bị vướng vào một số cái cuộc khủng hoảng nhất định, như là cuộc khủng hoảng về chính trị hoặc là những cái cuộc bạo động đó anh em, nên là ông sẽ không có tham gia vào cái sự kiện này. Thì đó cũng là những cái dấu hiệu mà cho chúng ta thấy được rằng là có lẽ như tổng thống El Salvador và cả đất nước của ông á đang gặp những cái thách thức lớn mà họ không có muốn đưa cho chúng ta biết mà thôi. Và những cái thách thức đó là như mình vừa chia sẻ đến cho anh em. Thứ nhất, mình sẽ xin tổng hợp lại, thứ nhất là về gì? Thứ nhất đó chính là cái việc mà El Salvador đã quá ham muốn Bitcoin khi mà mua giá Bitcoin bất chấp kể từ khi mà luật Bitcoin đi vào hiệu lực ha anh em. Đó thì bây giờ họ đang đu đỉnh ở cái mức là 46.400 đô. Việc thứ hai là cái việc ông đã FOMO quá mức vào cái việc là ví Chivo của ông có thể giải quyết được những cái bài toán cho dân chúng, cho doanh nghiệp và cho cả đất nước El Salvador về vấn đề phí và vấn đề giao dịch nữa. Và đến hiện tại thì ví Chivo như anh em thấy về mặt người dùng cũng đi xuống, về mặt tin tưởng vào ví Chivo cũng đi xuống, doanh nghiệp các kiểu, nói chung là trên tất cả mọi phương diện ví Chivo đã không có còn đạt được cái niềm tin đối với những người dân ở El Salvador nữa rồi, và họ dường như là họ không có cần quan tâm đến cái sự hiện diện của cái ví này luôn. Đó, và cái vấn đề thứ ba đó chính là cái quỹ trái phiếu trị giá 1 tỷ USD của El Salvador thì dường như bây giờ cũng chưa có bất kỳ những cái tin tức nào thêm. Và cùng với đó là một cái động thái từ tổng thống El Salvador, khi trong 2 tháng trở lại đây thì ông cũng không có bất kỳ một cái động thái nào mà nhắc về Bitcoin và nhắc về cái thị trường của chúng ta nữa. Đó, và dường như là mình hay gọi vui đến cho anh em đó chính là ông bị mất tích tạm thời đó anh em. Đó, thì dựa vào những cái lý do đó thì nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện mà mình đã vừa chia sẻ khá là rõ ràng cho anh em rồi, đó chính là El Salvador có khả năng đứng trên một cái bờ vực là vỡ nợ 800 triệu trái phiếu anh em, và dĩ nhiên cái hệ quả của nó mang lại là khá là lớn. Và cái ngày đáo hạn đó thì nó lại là đầu năm 2023. Đó, mà thị trường của chúng ta bây giờ chúng ta đang dừng lại ở tháng 5 năm 2022, và giá của Bitcoin nó đang đâm như thế này, thì anh em nghĩ rằng là nếu mà El Salvador không nhanh chóng giải quyết những cái tình trạng này mà cứ để nó xảy ra, nó ngày càng tích hợp lại, nó ngày càng nó trở nên lớn hơn, nó ngày càng nó ấp ủ như vậy, thì thị trường của chúng ta sẽ chuyển biến ra sao đây? Thì đó là những cái thông tin cần thiết mà mình nghĩ rằng là anh em hãy nên chú ý vào cái đất nước này trong thời gian sắp tới, để mà có thể nhìn nhận một cách nó kỹ lưỡng hơn về cái phản ứng của tâm lý cộng đồng nói chung và phản ứng giá của Bitcoin nói riêng ha anh em. Và mình cho rằng là với cái sự kiện này thì năm nay sẽ là một năm cũng khá là khó khăn đối với Bitcoin đó, không chỉ về mặt pháp lý không đâu mà còn về mặt phản ứng giá cả nữa. Rồi, và mình cho rằng là cái video này cũng khá là dài rồi, nên là mình sẽ xin kết thúc tại đây ha anh em. Và mình cũng hy vọng rằng là cái video của mình sẽ mang lại một cái kiến thức mới mẻ hơn đến cho anh em về một cái khía cạnh, một cái góc nhìn khác của chúng ta đối với Bitcoin hiện tại, thay vì chúng ta chỉ quan tâm về on-chain, thay vì chúng ta chỉ quan tâm vào những cái tin quỹ mua, hoặc là chúng ta quan tâm vào những cái tin tức nói chung, thì đây cũng là một cái sự kiện mình cho rằng nó cũng khá là quan trọng để mà nó có thể tác động một cách mạnh mẽ đến Bitcoin trong thời gian sắp tới ha. Rồi, rất cảm ơn em đã đồng hành cùng mình trong video này. Một lần nữa mình xin cảm ơn em và hẹn em ở tuần sau nha. Bye bye.